Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp nào có thể làm chướng ngại. Vì thấy tất cả pháp không chướng ngại, nên đối với quả vị giác ngộ cao tột chẳng sanh nghi hoặc, vì vậy nên bất thối. Lại nữa, thiện hiện trong bản tánh không ngã chẳng thể nắm bắt được, hữu tình chẳng thể nắm bắt được, sự an lập hữu tình chẳng thể nắm bắt được, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết cái thấy cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, sắc chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, sắc giới chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, nhân duyên chẳng thể nắm bắt được, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, các pháp từ duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, vô minh chẳng thể nắm bắt được, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng thể nắm bắt được.